là ca khúc Lỗi ở yêu thương của ca sĩ Thanh Duy Idol. Nghe nói câu ca khúc này nhìn vô đúng má quá. Lỗi ở yêu thương, yêu thương các con cho nên là má cũng khó khăn lắm. Hỏi má dành biết bao nhiêu tiền để đi học tiếng Anh không đó. Mà chuyến đi Thái này cũng thú vị. Mới đầu là không có sắp xếp lịch trình gì hết trơn á, nên á mấy ngày toàn là đi mua sắm quên ăn quên uống. Nhưng mà tính ra là một chuyến đi rất là thành công. Em kể cho anh nghe, Tuấn nó ghẹo cho Phương khóc luôn á. Sao vậy? Tuấn nó nóng tính phải không? Nó lên xe taxi. Và đối với các bạn mà đi du lịch á thì thường ở bên Thái taxi giá rất là rẻ, nhưng mà cũng có tình trạng là họ thấy mình là khách du lịch xong họ chở mình đi lòng vòng á. Còn Tuấn thì Tuấn cầm cái bảng Google Maps rồi xong cái Tuấn coi, Tuấn thấy nó chở đi một cái đoạn đường gấp 3 lần đoạn đường bình thường luôn. Xong cái Tuấn mới nói chuyện với ông đó đòi là giảm tiền xuống. Thì Phương thì tính hiền mà, Phương nói là thôi hay là cứ cho ổng đi, ổng già mà chắc là ổng không biết đường nên ổng bị vậy. Xong cái Tuấn thì nó quậu quậu sẵn rồi, cái nó mới nói vậy thôi mai mốt tự trả tiền hết đi. Xong cái Phương khóc quá trời. Bởi vậy một cái nhóm bạn trẻ rất nông nổi đặt vé máy bay giá rẻ đi mà không hề biết mình chuẩn bị đi đâu, và bên đó may là chưa, bốn đứa chưa bị bán qua biên giới đó. Thì Tuấn giờ... nó tính bán tụi em mà đã chứ, nhưng mà cuối cùng á đâu có được giá đúng không, cuối sau cùng đâu khi có được lại đâu, Tuấn nói ủa Tuấn đâu có la gì Phương đâu, Tuấn chỉ nói vậy thôi chứ đâu la gì Phương đâu. Cái cuối cùng bốn đứa ôm nhau thám thiết ở chặt chu chạc ôm nhau đúng ngay cái nơi mua sắm khác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc ở vị trí số 9, Brad với tiếng hát của Lee Hee. Zone Radio. Chúng ta đang cùng quay trở lại với Zone Radio cùng với Nguyên Khang và Miko. Và bây giờ Nguyên Khang và Miko sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện rất là cảm động trong chương mục Ký ức xưa. Hộp thư top40@vongxem.com, mời các bạn cùng lắng nghe nha. Câu chuyện đời thường cảm động vừa về người xe ôm tật nguyền. 9 giờ tối, xa cảng miền Tây, xách túi đồ dởm bước ra taxi. Nhờ một cái níu tay, tôi quay lại, chú xe ôm đứng cong người nài nỉ. Đường giờ này mát mẻ lắm, con đi giúp chú cuốc xe này đi. Ai thấy chú tật nguyền vậy cũng ngại đi, nên chú chạy ế lắm. Con yên tâm đi, chú chạy được, chú chạy cẩn thận lắm. Dạ, được rồi, con đi. Và cái đoạn đường hơn chục cây số từ đó về Tao Đàn, tôi đã được nghe một chuyện đời, một chuyện tình đẹp đến não lòng. Chú 58 tuổi, ở quận 7, mỗi chiều 5 giờ ra bến, chạy đến 5 giờ sáng hôm sau, ráo cũng như mưa. Chục năm nay chú không dám nghỉ ngày nào, mỗi đêm thường kiếm được trăm mấy, mỗi tháng đóng tiền đến hết 900. Cô thì đi nấu cơm cho công an phường, lương có 1,1 triệu, nhưng được cái họ hay bỏ bữa. Cô mang thức ăn về, nhà khỏi đi chợ. Cô đòi đi kiếm chỗ làm thêm, chú không cho. Chú biểu để mình chú cực là được rồi. Kể tới đây chú cười hịt hạt, đàn ông mình cỡ nào cũng phải sống mà lo cho gia đình được, hả con? Tôi bắt đầu thấy ngưỡng mộ chú rồi đây. Sau câu hỏi này, bạn bè đang đợi, tôi thì trễ hẹn. Nhưng bị cuốn vào câu chuyện tươi sáng của chú, tôi nghĩ mình cũng chẳng cần phải nhanh hơn. Tới đầu đó Thúng Kiều, thấy vai chú run run, tôi hỏi thăm, chú biểu cái chân tật của chú, hễ trời lạnh thì lại nhức. Thôi, chú dừng xe lại đi, con chở cho. Đâu có được, ai làm vậy được con, chú không sao, ráng chạy chút nữa về bóp dầu. Chú sợ con cướp xe của chú hả, xe chú cà tàng lắm rồi nha. Với lại con sẽ đưa túi xách con cho chú đeo, chú dừng lại đi. Tôi cũng chạy chậm như chú, thanh thản lắm, như đang chở ba mình đi dạo vậy. Ngồi sau lưng tôi, chắc ấm được chút đỉnh nên chú trải lòng hơn. Chú khoe hồi trẻ cô đẹp lắm, con gái cai lệ mà. Cô lên Sài Gòn ở mướn cho nhà chủ mà chú làm bảo vệ. Ba má cô đâu có chịu chú, bởi họ chê thằng này mồ côi, nghèo mà còn què quạt nữa. Họ sợ cô khổ khi về với chú, nhưng cô không sợ, cô bỏ nhà theo chú. Ba má cô từ con gái, ngày ba cô nhắm mắt, ông còn chưa tha cho cô mà. Chú phải đưa cô về, nửa đêm quỳ ngoài hàng rào lạy vọng vào, rồi đi. Chú biết cô thương chú lắm, nên chú muốn cô được sung sướng. Mà muốn vậy thôi, chứ tới giờ cũng chưa được sướng ngày nào. Sướng chứ chú, đi làm thì phải đi thôi, chứ chỉ cần có người chồng thương mình như chú, con nghĩ bụng dạ cô cũng sướng lắm rồi đó.
Thì không con, ổng tin chú về hỏi cô đi câu chuyện tiếp theo như thế nào về cuộc trò chuyện giữa anh chàng đi xe ôm và chú lái xe ôm bị tật ở chân. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc trước khi tiếp tục nha. Mời các bạn. Vừa rồi là ca khúc This Is What You Came For. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện chàng trai đã trò chuyện với chú lái xe ôm. Ừ, mà Tết nhất tới bên nách rồi con ha. Chắc chú phải ráng cày thêm chút đỉnh. Vài bữa mua cho cô cái áo để kiểu đẹp đẹp để mặc Tết với người ta. Tôi nghe chừng trong lam lũ một trời yêu thương. Cái yêu thương không phải đôi vợ chồng đủ đầy nào cũng có được. Rồi chú khoe hai thằng con, thằng lớn 20, thằng nhỏ 13, thằng nào cũng ngoan. Em lớn đang còn đi học hay đi làm rồi chú? Nó học giỏi lắm con, học năm 3 đại học sư phạm. Mà thằng đó đẹp trai à nha. Nó giống cô, nó có hiếu lắm, không bao giờ dám xài tiền. Nói vậy thôi chứ con nghĩ hồi trẻ chú cũng đẹp trai. Nghe em nói được vậy, con cũng mừng cho chú. Ừ thì... Sao tôi nghe câu trả lời như vướng đâu đó trong cổ họng. Câu chuyện còn đang dang dở, chúng tôi đã tới nơi. Xuống xe, chú biểu bớt 20.000 cho cái công tôi chở chú. Chú bớt phân nửa luôn đi. Sao cũng được mà con. Trả tiền xe xong, tôi giấm dúi một ít vào tay chú và dặn dò: chú về mua cho cô cái áo đi, áo màu tím ngang chú. Con tin là cô sẽ thích lắm. Mà cũng phải mua thêm cho chú một cái nữa. Cô mặc áo đẹp mà áo chú cũ quá không xứng đâu nha. À quên, cái thằng nhỏ, mỗi thằng một cái nữa nha. Tôi thấy chú cúi sát nhìn thứ tôi vừa đưa, tay run run. Chào nhau, chú lại níu tôi. Tôi ghẹo, tính cảm ơn con nữa hay gì đây? Thôi khỏi, mai mốt có gặp nhau, chú chở rẻ cho con là được rồi. Không có, hồi nãy chú không dám kể hết. Thằng con lớn của chú đó, là chú nhớ nó quá nên chú tưởng tượng vậy thôi. Chứ sau khi thi đậu đại học, nó bị tai nạn mất rồi con ơi. Tới giờ mà chú còn chưa tin là nó không còn. Đêm nào cha con chú cũng nói chuyện, nhưng chú cũng sẽ lấy tiền này mua cái áo cho nó. Trời ơi, tôi muốn quỳ xuống đường mà tế sống người đàn ông này. Một câu chuyện vô cùng cảm động đúng không các bạn? Thật sự là đối với người xe ôm này thì quả thật là bất hạnh. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc. Và các bạn cũng đừng quên hãy san sẻ tình yêu thương đó cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống nha. Hôn nhẹ đã chăng. Nhưng cái câu chuyện bác xe ôm thì cũng kể cho Vi với lại Mick cái câu chuyện mà tôi đi xe ôm đến công ty của mình. What? Không phải, hôm đó là đem xe đi sửa cho nên là mới quyết định là đi xe ôm. Thì tôi cũng đi chú này cũng lâu rồi nhưng mà lâu quá không đi lại. Thì thấy chú này chú lên xe thì chú lái cũng lạ lạ. Tức là tự nhiên chú đón tôi là chú cũng đã đi ngược chiều và tôi cũng thấy hơi ngại rồi. Mà chú đi ngược chiều mà nghĩ sao giữa hai cái đầu xe tải vậy mà chú cắt ngang đường vậy đó. Không quay ngược lại được. Cái xong tôi mới lật đật tôi bước xuống tôi ngồi tôi dắt xe vô chỗ chú. Cái chú nói quái cái xe này hôm nay sao nó lạ quá vậy. Thì tôi cũng nghĩ chắc là nó lạ tại vì chú chưa có đi quen hay sao đó. Cái hồi cái tôi cũng thấy tôi cũng chạy tới quận tư vì cái cũng y chang giống vậy. Chú rẽ trái không được, rẽ phải cũng không được. Cái xong cái tôi mới hỏi chú: ủa chú sao vậy chú? Cái chú nói cái xe này nó bình thường, nó đâu có bị gì đâu, sao nó lạ quá vậy. Cái tôi mới nói là thôi bây giờ chú xuống dưới đi để con chở cho, con chở chú giống như cái câu chuyện của cái anh đó. Con chở chú cho. Tôi lên xe chú tôi mới biết xe chú không có bị cái gì hết. Mà vấn đề đây là tại chân chú yếu. Mà chú không có nhận là chân chú yếu. Chú là cứ chú chở tôi xe chú bảo là xe chú có vấn đề. Chú quay trái đi phải không được. Cái tôi tự nhiên cái tôi thành người chở xe ôm. Mà tôi chạy một mạch tới ngay cái chỗ tôi lấy cái xe để sửa. Thì tôi nói chung là tôi cũng thương chú. Thì chú mới hỏi là chú ơi bao nhiêu. Chú lấy y chang như ngày trước mà tôi đi xe. Kể từ cái câu chuyện bi kịch đó, Nguyên Khang đã thấy mình rất thích hợp để làm nghề xe ôm. Thiệt lắm á, chở chú mà tôi phà xin nhang xin trái xe của chú mà tôi ý như xe của mình. Tôi chạy băng ở trên đường. Mà tới nơi cái bạn trong cái câu chuyện vừa rồi là còn được chú xe ôm giảm cho vài chục ha. Còn chú này lấy y chang giá. Trong khi chú ồn ngồi ôm tôi cứng cắt. Còn được ôm nữa ha. Bởi vậy nhưng mà dù sao đó cũng là một cái định mệnh mà hướng được cho anh một cái nghiệp khác luôn, đi hướng nghiệp đúng không? Sau này mà có gì thì anh sẽ đi làm xe ôm, em thuê anh làm xe ôm riêng cho em.
riêng. Em có tiền trả anh không? Không trả tiền, chỉ trả bằng tình cảm. Bỏ đi, anh cuộc sống bây giờ anh rất là thực dụng. Cái gì dạ, mà dư cảm à? Ờ, bây giờ anh lấy cái tiền của em anh đi chăm cho cô khác. Vậy nó có tình cảm liền, đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc ở vị trí tiếp theo. Chúng ta đã cùng quay trở lại với Sun Radio cùng với Nguyễn Cao và Mico. Giờ không còn nhiều thời lượng nữa nên chúng tôi sẽ giới thiệu luôn ca khúc ở vị trí số 2 nha. Giới thiệu đi. Lỗi do em, BTS của Mico là Anh Trinh. Yeah. Ca khúc này bình chọn nhiều lắm mà em. Yeah, lên hạng nhất lại đi. Thật là nhanh quá, Mico nhớ mình mới vào phòng thu thôi mà bây giờ Mico đã phải nói lời chào tạm biệt các bạn rồi. Giờ thu nào cũng ngắn như vậy. Không có cái giờ thu nào mà nó nhanh đến như vậy đâu. Đến đây là ca khúc chiếm giữ vị trí số 1, Tri Kỷ với Phan Mạnh Quỳnh. Đến đây thì Nguyễn Cao và Mico xin nói lời chào tạm biệt các bye. Bạn. Chúc các bạn cuối tuần nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Bye bye, see you.